Xin chào anh em mình là Kiên chuyên review đồng hồ chính hãng rất vui khi được gặp lại anh em mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ rất là nhiều những thương hiệu lớn trên thế giới như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Rolex Datejust mình vừa mới về và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ Rolex. Đồng thời mình sẽ chia tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này, anh em nhé. Như anh em biết được Rolex thì có rất là nhiều những thiết kế khác nhau với rất là nhiều những đời máy khác nhau. Rolex Datejust thì là một trong những dòng máy mang trên mình nhiều phiên bản bậc nhất. Và đây cũng là một trong những dòng máy bán chạy bậc nhất đến từ thương hiệu Rolex. Với những thiết kế mặt vi tính vàng, thì hãng đã ngưng sản xuất rồi. Trước đây thì đây là một trong những phiên bản ăn khách bậc nhất thuộc dòng máy chớt nhưng để nhường chỗ cho những phiên bản mới như là mặt lá cọ như là mặt dép cấp thì hãng đã ngưng sản xuất mặt vi tính vàng để người chơi người đeo tập trung vào những phiên bản mới chính vì lý do đó mà những phiên bản mặt vi tính vàng càng ngày càng hiếm ở trên thị trường và những phiên bản này thì càng ngày càng được nhiều anh em săn đón yêu thích cũng như là ưa chuộng sơ qua một chút về phần số thành phụ kiện đồng hồ thì ở đây mình sẽ có một phần hộp giấy phía bên ngoài hộp gỗ phía bên trong cái tác superlative certify, người ta sẽ cho anh em biết là anh em sẽ có được sai số rất là thấp ở trên đồng hồ, nhanh chậm không quá 2 giây một ngày. Còn ở phía bên trong ngăn bí mật ở đây thì mình sẽ còn có thêm một số những phần sổ thẻ phụ kiện khác như là quyển sổ hướng dẫn sử dụng dành cho dòng máy chớt này. Bao ra chứa đựng quyền sổ nhỏ cho anh em biết là mình sẽ được bảo hành toàn cầu trong điều kiện khi nào. Cùng với cả thề hành toàn cầu của chiếc đồng hồ cái theo bành toàn cầu này thì nó sẽ có được model name, nó sẽ có được phần series. Còn cái date được xuất ra khỏi store thì sẽ vào ngày 12 tháng ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 12 năm 2025. Với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Solex. Bên mình thì sẽ bành shop cho anh em là 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy tại shop bên mình. Tất nhiên sẽ hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại mọi chính sách tốt nhất để anh em có thể an tâm chơi cũng như là sử dụng anh em nhé. Với chiếc đồng hồ Rolex vi tính vàng thì mình sẽ có được chất liệu thân vỏ được làm bằng đề mi vàng vàng 18K. Vi tính vàng thì chỉ xuất hiện ở trong đề mi vàng vàng thôi anh em nhé. Còn đề mi vàng hồng thì phải là vi tính hồng. Hay đề mi vàng trắng thì nó sẽ có được những loại mặt vi tính khác như là mặt vi tính xanh hay là mặt vi tính đen. Kết hợp với đó sẽ là những cọc số đính kim cương. Với những mặt vi tính thì bao giờ anh em cũng sẽ có được cọc số đính kim cương. Cọc số kim cương thì nó sẽ tăng thêm sự nổi bật nó sẽ tăng thêm sự sang trọng dành cho thiết kế đồng hồ. Ba kim giờ, phút, giây cùng với cả những chân cọc để đính kim cương thì cũng sẽ được làm bằng vàng vàng đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ. Ngoài chất liệu vàng vàng làm lên thân vỏ thì mình còn có thêm đó chính là thép không gỉ 94L, đây là một loại thép gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy đồng hồ cao cấp của mình mà thôi. Loại thép này sẽ làm tăng độ sáng bóng, tăng tính chống ăn mòn dành cho thiết kế đồng hồ. Với những thiết kế với tính vàng thì anh em sẽ thấy được rất là nhiều những hoa văn họa tiết tạo ra được một sự bắt mắt một sự cuốn hút và anh em sẽ thấy được những hoa văn họa tiết này là sự phối kết hợp của rất là nhiều những góc cạnh khác nhau nó sẽ tạo ra được một dòng chữ solec tuy nhiên hãng sẽ phối rất là nhiều kiểu khác nhau để tạo ra được dòng chữ này kết hợp với đó sẽ là những tia sáng và khi anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau thì những cái tia sáng này nó sẽ chạy theo cái góc độ anh em nhìn nó sẽ tạo ra được sự bắt mắt cuốn hút dành cho người đeo kết hợp với đó sẽ là phần thiết kế niềng khía. Đây là một loại niềng mà gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy đồng hồ cao cấp của mình mà thôi. Tất nhiên với những dòng máy đồng hồ có thể nói là giá trị thấp tầm khoảng một vài triệu thì một số hãng cũng sẽ bắt chước theo Rolex. Nhưng nếu mà nói đến phân khúc tầm cao như thế này thì gần như là chỉ có Rolex sử dụng. Em này của mình sẽ có khả năng chịu nước lên đến 100 m Với khả năng chịu nước này thì anh em có thể đi mưa, rửa tay nhẹ được hạn chế tắm bơi anh em nhé mình biết một số anh em thậm chí là tắm bơi vẫn đeo chiếc đồng hồ Rolex này và nó cũng không bị vào nước nhưng nếu như nó bị vào nước thì anh em cũng đừng ngạc nhiên bởi cái khả năng chịu nước của chiếc đồng hồ này thì không dành cho cái việc tắm sông hơi tắm nước nóng hoặc là đi sông hơi anh em ạ à. ở trên đây của chiếc đồng hồ thì mình sẽ có được dòng chữ Rolex cùng với cả dòng chữ Deadshot ở dưới thì mình sẽ không còn bất cứ dòng chữ gì khác bởi với những thiết kế vi tính vàng hay là những loại vi tính khác thì hãng cố gắng lực bớt đi càng nhiều dòng chữ càng nhiều thông số có thể để làm tôn lên thiết kế mặt vi tính ở trên dial của chiếc đồng hồ với những dòng máy 126233 thì sẽ có rất là nhiều những phiên bản khác nhau từ những phiên bản có dòng chữ Squidmate ở dưới cùng cho đến những phiên bản có dòng chữ Squidmate với logo vương miện ở giữa và em này của mình chính là phiên bản cuối cùng hãng sẽ lược bớt đi luôn tất cả những cái dòng chữ ở dưới cùng này anh em nhé ở vành phía bên trong thì mình sẽ có đó chính là những dòng chữ Rolex, Rolex, Rolex chạy phía bên trong cái vành với phần dưới góc 6 giờ thì nó sẽ là phần series của đồng hồ phần series này thì nó sẽ trùng với cả series ở trên thẻ bảo hành toàn cầu rồi khi mà anh em lấy thì anh em hãy check cho mình cái phần series ở phần dưới với cả phần series ở trên thẻ bảo hành toàn cầu anh em nhé trùng là anh em có thể yên tâm được rồi Mặt kính làm nên chiếc đồng hồ thì sẽ là mặt kính xa nguyên khối chống xước với phần góc 3 giờ sẽ là phần cyclops dán đè lên trên phần mặt kính, phóng đại phần ô lịch lên rất là nhiều, giúp cho anh em dễ dàng trong việc xem lịch ngày của chiếc đồng hồ. Một số anh em có thể nói là mắt hơi kém một chút, nếu như là phần ô lịch hơi bé thì anh em cũng tương đối là khó xem lịch. Tuy nhiên khi mà nó được phóng đại to như thế này thì nó sẽ là một điểm cộng rất là lớn dành cho chiếc đồng hồ Rolex. Về phần thân vỏ sẽ là sự phối kết hợp của thép không gì và vàng 18k ở đây phần thân cũng như là phần càng thì vẫn còn những cái phần siêu cái điều này thì nó sẽ hạn chế cái mức độ sáng bóng mà thép 904L sẽ mang lại cho chiếc đồng hồ tuy nhiên nó sẽ có một ưu điểm đó chính là nó sẽ chống chảy xước rất là tốt dành cho thân vỏ của chiếc đồng hồ còn ở đằng sau đấy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy kín em này của mình sẽ sử dụng bộ máy 3135 đây 3235 đây là một bộ máy đời máy mới nhất đến từ thương hiệu Rolex nó sẽ mang đến cho người chơi người đeo 31 chân kính 28.800 tần số tự động cùng với cả 70 giờ chữ cót bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex mang đến sự ổn định tính chính xác và thời gian chữ cót nếu như anh em để ý đời mới này nó sẽ có thời gian chữ cót so với cả đời cũ cao hơn khá là nhiều từ 48 tiếng lên thành 70 tiếng đây là một trong những sự tiện lợi không hề nhỏ mà Rolex mang lại cho những người yêu thích dòng máy đồng hồ của mình bộ dây Jubilee rất là sang xịn mịn cùng với cả một bộ khóa Oyster với bộ khóa này thì anh em có thể giãn nở ra vào một đoạn rất là nhỏ giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể đeo ôm tay nhất có thể đó như anh em thấy với rất là nhiều những dòng máy khác nhau thì anh em có thể để ý thấy một điều nếu như anh em thêm bớt một mắt thì khi mình thêm nó lại hơi rộng khi mình bớt thì nó lại hơi chặt tuy nhiên với loại khóa này thì anh em sẽ không bao giờ gặp cái tình trạng đó cả bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhá rất là sang xịn mịn đúng không anh em? Tay mình 15.7 cm và trên tay mình thì cực kỳ hợp lý rồi. Rất là sáng, rất là nổi bật, cực kỳ sang trọng nữa. Chiếc này nó sẽ phù hợp với anh em có chu vi của tay nhỏ, của tay to cũng như cổ tay vừa. Và với thiết kế đồng hồ này, nếu như anh em vào hàng này new thì bây giờ hãng ngưng sản xuất rồi. Có thể một số store họ vẫn còn cam hàng thì anh em may ra thì lấy được nhưng tất nhiên là mình phải là khách vip thì mình mới lấy được mình phải có lịch sử giao dịch rất là nhiều và có quan hệ cực kỳ là tốt thì mình mới có thể lấy được có thể thôi anh em nhé chứ không phải chắc chắn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set nghìn 2022 2020 mình đang giao lưu với mức giá tương đối là êm chỉ loanh quanh chưa đến 336 triệu thì anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này anh em có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873 Mình có nhận ra được các tất cả những dòng máy đồng hồ Luxury chính hãng Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo Xin chào quý anh chị em